Bưởi đào là loại cây ăn quả đặc sản của xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương. Trong hơn 100 hecta bưởi đào của xã thì thôn Lập Lễ có đến 70 hecta nên người dân quen gọi là bưởi Lập Lễ. Khác hẳn với các loại bưởi khác trên thị trường thì bưởi Lập Lễ có màu vàng nhạt, trong cùi và múi thì có màu hồng rất là đặc trưng. Thời gian thu hoạch kéo dài, đến cuối vụ thì hạt teo nhỏ lại mà chất lượng của quả thì không hề bị suy giảm. Trung bình một năm thì người dân Lập Lễ thu hoạch hàng tỷ đồng từ loại trái cây này. Tuy nhiên trong vòng 2 năm trở lại đây thì bưởi liên tục mất mùa và trong năm nay thì dự đoán là vụ mất mùa, sản lượng mất mùa lên đến 99%. Trung bình bưởi đào năm nay bán được giá 22.000 đồng một quả. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, hai mẫu vườn nhà chị Hồi không có nhiều bưởi để bán. Nếu có lượng quả như này năm nay thì gọi là chỉ đến đầu ngón tay thôi, hết 25 thì nhiều. Nghĩa là quả như này là 25 là phải đến hàng 2 vạn quả. 2 năm nay, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thi công đi qua địa bàn xã Thanh Hồng đã gây ách tắc hệ thống kênh tiêu. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thoát nước của vườn nhà chị Hồi, cũng như gần 1.000 hecta vườn cây của người dân hai xã Thanh Hồng và Trường Thành. Mưa lớn, nước thoát chậm khiến vườn nhà chị Hồi bị ngập khoảng 20 phân. Năng suất bưởi vì thế cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nước như này là năm nay nếu mà rút chậm thì cây có khả năng là cái sự chết hoặc là đỏ vàng hẳn ra là không thể tránh khỏi. Năng suất năm nay thì so với mọi năm là năm nay hoàn toàn mất đến 99%. Sản lượng bưởi nhà ông Quảng năm nay cũng chỉ bằng 1/10 so với 2 năm trước. Thu nhập của gia đình ông năm nay đành phải trông vào 200 buồng chuối. Nếu năm được mùa đấy như năm 2012 đấy là được 135 triệu. Thế nhưng mà sau đó là từ năm ấy năm nay là mất trắng mùa, năm ngoái là được 12 triệu. Còn năm nay thì chắc khoảng có 15 đến 17 triệu là hết. Năm nay sản lượng bưởi đào của toàn xã Thanh Hồng chỉ đạt khoảng 20 đến 30% so với mọi năm. Ngoài nguyên nhân ngập úng thì thời điểm hoa bưởi chỗ, mưa liên tục kéo dài đã gây thối nhũn cánh hoa, ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, cũng là nguyên nhân gây mất mùa bưởi. Mặc dù giá bưởi mua tại vườn cao hơn những năm trước từ 7 đến 10.000 đồng một quả, nhưng do mất mùa, người trồng bưởi vẫn lỗ nặng. Năm nay thì mất mùa nhưng được giá, thì giá tăng đến 50% so với mọi năm. Chi phí của người dân là không lãi bởi vì lỗ. Mất mùa thì nó chỉ được 3% thì nó không giải quyết được. Với tình hình này, người dân xã Thanh Hồng lo lắng trong những năm tới sẽ không còn bưởi đào Lập Lễ, thương hiệu nổi tiếng của vùng này khi hệ thống thủy lợi chưa được xử lý.